Sovremeny là một trong những lớp tàu khu trục từ thời Liên Xô và vẫn được sử dụng trong Hải quân Nga cho đến ngày nay. Sovremeny được phát triển dựa trên thiết kế của đề án Project 956 với nhiệm vụ chính là chống tàu nổi và có khả năng tham chiến trong các trận hải chiến tầm gần và xa. Ngoài ra, lớp khu trục này còn là một trong những giải pháp kết hợp hoàn hảo với tàu khu trục lớp Udaloy trong các nhiệm vụ tuần tra, chống ngầm, hộ tống và bảo vệ. Theo nhà sản xuất, Sovremeny có lượng giãn nước tối đa 8.480 tấn, và có kích thước tương đương các tàu tuần dương mang tên lửa trang bị Aegis của Hải quân Mỹ. Nó được trang bị một trực thăng chống ngầm, 48 tên lửa phòng không, 8 tên lửa chống hạm, ngư lôi, mìn, súng tầm xa và hệ thống tác chiến điện tử toàn diện. Hệ thống chiến đấu của tàu có thể sử dụng dữ liệu chỉ định mục tiêu từ các cảm biến chủ động và thụ động trên tàu, từ các tàu khác trong hạm đội hoặc thông qua liên kết liên lạc từ trực thăng trên tàu. Tàu được trang bị tên lửa chống hạm Raguda Moskit với hai bệ phóng 4 ô được lắp ở hai mạn phía trước thân tàu, có thể phóng tổng cộng 8 tên lửa Moskit 3M80E. Tên lửa này có thể lướt trên biển với vận tốc Mach 2,5 và được trang bị đầu đạn nổ mạnh, có phạm vi bắn từ 10 km đến 120 km. Bên cạnh đó, tàu còn được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không Steel, có thể nhắm tối đa 3 tên lửa cùng lúc và tầm bắn lên tới 25 km. Tàu còn được tích hợp radar dẫn đường, radar thu thập mục tiêu trên không, radar điều khiển hỏa lực cho pháo 130mm và pháo 30mm, các bộ sonar tấn công và tìm kiếm gắn trên thân tàu. Sử dụng động cơ tuabin hơi nước, mỗi động cơ có công suất 50.000 mã lực, tàu có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 60 km/h và phạm vi hoạt động là 6.308 km.